Chào các bác nhá. Chào tất cả anh em trong hội nuôi ong của Việt Nam nhá. Chào mừng các bác đến với lại shop Tân Ánh và Ngọc Ánh. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, đến từ Việt Nam, Tây Yên, Bắc Giang. Hôm nay có cái clip thực tế giới thiệu cho các bác nuôi ong. Chủ yếu là các bác nuôi văn nghệ thì nuôi ong này là rất nhiều các bác thích, các bác đam mê. Một số các chú hay các bác lớn tuổi rồi mà về hưu ấy thì nuôi một hai đàn để văn nghệ. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người đó là cái đồ bảo hộ để mình thăm ong và xem ong. Đó này là ong mật nhé, ong mật đặc trưng đó là ong nội. Thì đây là anh em chúng tôi đang chuẩn bị chia đàn sang mấy thùng ong. Thì bây giờ chuẩn bị ra mở thùng ong để sang. Cái thời điểm này là thời điểm đang còn hơi ít mật một chút mà ong nó rất là dữ, đặc biệt là ong của nhà anh này là ít động tới, nó rất là dữ. Thì bây giờ sẽ giới thiệu cho các bác về cái phụ kiện để bảo hộ để mình làm ong mật. Thì đầu tiên đó là cái mũ nhé, cái mũ chống ong đốt thì sẽ có hai loại cho các bác lựa chọn, loại vành to này và loại vành nhỏ. Thì điểm khác nhau cơ bản ấy, loại vành to này là chung quanh là lưới màu trắng, đằng trước mặt là lưới màu đen. Thì cái trước mặt lưới màu đen này là nó giúp là gọi là lưới tàn hình để cho các bác quan sát nó dễ. Thế còn đặc điểm cái lưới màu trắng này thì là giảm độ chú ý của ong, ong nó hạn chế theo cái tập tính của nó ấy, ong nó sẽ hạn chế bám vào màu trắng và nó chủ yếu bám màu đen thôi. Thì làm cái này là gọi là làm hạn chế cái độ chú ý của ong nhé. Cái vành thì nó sẽ vành đạt đủ 40, giá thì là 101 nhé, 101. Thì đối với cái này mũ nhỏ này thì là chung quanh sẽ là lưới đen hết, không cầu kỳ hơn thì giá nó rẻ hơn 10.000, nó là 100. Và cái vành này sẽ đạt được khoảng 37-38 cm nhé. Thế đây là cái mũ. Thì hôm nay là đây là cái mũ bảo hộ. Thế còn về găng tay thì sẽ chia sẻ luôn với các bác là các bác sẽ tự ra ngoài cửa hàng tạp hóa mua cho mình một đôi găng tay cao su mà hay gọi là dùng rửa chén rửa bát ấy. Thì tùy các bác là muốn mua dài ống thì mua, ngắn ống thì mua, dày mỏng thì theo cái chỗ mà người ta bán ấy, để các bác lựa chọn nhé. Thì cái này rất dễ mua thôi, các bác sẽ tự mua. Tiếp theo là đến cái áo liền mũ nhé. Cái áo liền mũ thì đây, cậu em nhà mình đã mặc thực tế đây rồi. Đấy, áo liền mũ này. Áo liền mũ thì có nghĩa là cái áo này sẽ có mũ đi liền theo luôn. Liền theo luôn nhé. Có mũ liền theo luôn. Đây, mũ liền theo luôn này nhé. Kết cấu của nó thì rất nhiều clip khác đã giới thiệu cho bác rồi. Đó là vạt áo là bu rông. Vạt áo này có chun bu rông này. Đấy nhá, có chun bu rông này. Có túi để đựng một chút ít dụng cụ vào đây. Cổ tay này cũng có bu rông bó lại. Và phía trước mặt này là nó có cái lưới, có cái lưới màu đen để giúp cho các bác quan sát tình hình rất là dễ. Và cũng có cái đường kéo khóa này, để cần thiết thì mình mở ra, mở ra là mình hóng mát chẳng hạn. Đấy là lúc cái trường hợp mình chưa làm, hoặc là mình cần đồ gì đấy, gãi ngứa chẳng hạn nhá. Thế không thì các bác sẽ kéo lại, kéo khóa lại. Rồi, thế đây là cái áo liền mũ nhá. Áo liền mũ này thì sẽ là 180.000. Áo liền mũ này 180.000 nhá. Rồi. Thế đây bên này cậu em nữa của nhà mình thì đã đội thực tế cái mũ này rồi. Mũ này là mũ vành to. Đây, phía trước nhìn như là giống như là triển chiêu trong phim kiếm hiệp ấy. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi thao tác thực tế ở ngoài thủ ong nhá. Thế còn cái mũ này thì là tôi sẽ phải đội cái mũ nhỏ hơn. Đây, tôi sẽ đội cái mũ nhỏ hơn. Tôi đứng ngoài quay thôi. Thì tôi sẽ bảo vệ đơn giản thôi nhé. Đây, bảo vệ đơn giản thôi. Chắc là nó không đốt đâu, nó đốt người trực tiếp làm luôn. Sau đó ra tôi quay trực tiếp cậu em, cậu ấy mở ong ra thăm. Nha, quay nha. Đây, tôi đội mũ này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nhá. Không. Mình sẽ tiến hành bắt đầu nhá. Rồi đi. Làm mình ra tổ ong mình thực tế mình làm nào. Ong này thì đảm bảo các bác là không giữ không lấy tiền. Đây là cậu này cậu nuôi văn nghệ 5 đàn 10 đàn cũng ít khi thăm nên nó giữ lắm. Để chủ yếu là để tự nhiên là chính. Nhá, tự nhiên là chính. Đàn này phải không? Thế bây giờ là mình thăm nhá. Mình thăm mình kiểm tra nó như thế nào. Thế sau mình tính mình chia sau nhá em nhá. Bên này em chia sẻ với anh em và cái ong nội này nhá. Đây này, số lượng quân rất là đông này. Tràn đầy ra ngoài cửa này. Đây, tràn đầy ra cửa này. Anh đứng ngoài này có đốt không em? Tay đấy thì đốt là cái chắc. Nhưng mà anh không có ấy, anh đứng xa ra. Hai đứa lấy đi. Cứ một người thật bỏ tâm đấy. Từ em ơi.
nó rơi lưỡi cầu. Xây lưỡi mèo à? Lắm. Xây cái cầu như thế nào? Đâu, nó xây lưỡi mèo này. Ôi, thật đấy, em vào lấy bát đi. Lấy bát đi. Lấy bát mình lấy con dao. Lấy bát con dao. Con dao ở trên cái mặt bể cá em ơi. Dao trên mặt bể cá nhá. Ui, ong nhiều mật lắm. Này này. Em mình nghiêng lên. Em nghiêng, anh quay ở dưới gầm đây. Nghiêng nó gãy anh ơi. Đây các bác thấy không? Các bác thấy ong nó giữ chưa? Bây giờ mà bẻ một cầu ra cái là nó bu đầy mặt luôn. Đây. Ong thì... rất chi nhiều mật nhá. Đây anh có quay được không? Quay vào gần tổ này, mật rất chi là nhiều này. Cái này là mật chi chít hết luôn này. Đây nó xây lưới mèo lên cả đến nắp luôn. Thì cái này là hơn tuần nay em không quay rồi. Em nghĩ là nó không có mật nhưng mà thực ra ong rất nhiều mật. Cái này là bây giờ vừa rồi là nó cuối vụ hoa vải. Thì nên mà cậu em nó cũng bận. Thì bây giờ nó đang vào mùa bẻ vải bán vải, không có thời gian nhìn đến nhiều. Đây. Đây em cắt. Em cắt cái lưỡi mèo. Cẩn thận nha, lát ong là nó đốt mù mắt đấy. Có nghĩa là chết. Rất chi nhiều mật. Đây này. Ong rất đông và rất khỏe. Ong này đang sung phải không em? Mật rất nhiều luôn. Ong này nó khỏe quá mà mình số lượng cầu của mình cũng nhiều rồi nhưng mà ong nó đông quá nên là nó xây hết lưỡi mèo ra ngoài. 5 cầu. 5 cầu. Bây giờ chỉ cần một con chết nó có mùi khai ra cái là nó sẽ bu, nó sẽ tìm người nó đốt. Thì nói chung là cái này nè. Mấy không mà ngửa ra, ngửa ra. Không, ngửa ra nó quay vào ánh sáng mặt trời nó sẽ để nó tối. Có nghĩa là vừa rồi mấy hôm ấy là ong nó dữ quá, cậu ấy không nhắm sờ tới, chưa có cái dụng cụ thì tôi mới cầm lên cho cậu ấy có dụng cụ thì cậu mới nhắm sờ tới đây này. Đây. Rồi. Nó xây rất chi là nhiều mà xây luôn cả vào cái vách ngăn luôn. Đây. Đây. Ui giời, ong rực rỡ thế nhỉ. Này, nó xây kín luôn vách ngăn bên dưới này. Đây nhá. Nó lấn vách ngăn này. Có nghĩa là không còn chỗ để xây nữa, nó sẽ bắt buộc nó sẽ xây sang. Cái này mà lao cầu thì nhanh lắm. Đưa cho tâm nó cắt cho. Từ từ nha. Nếu như mà các bác muốn bắt nha, cắt cái cầu này đi các bác phải rũ ong ra. Bây giờ mình sẽ rũ sạch ong rồi nhá. Đấy các bác thấy không? Ong nó rất là dữ, nó bu khắp luôn. Thì như này mà mình không có dụng cụ bảo hộ như là mũ gì đấy thì là hầu như là không thao tác được, không dám làm ấy nhá. Không làm luôn. Chết rồi, tôi ở xa mà ăn một phát rồi. Tôi này mặc áo cọc, tôi chỉ đội cái mũ không thôi. Buốt ghê đấy em ạ. Chẳng buốt. Này bảo không buốt, ong đốt mà không buốt thì cái gì đốt mới buốt. Thằng nào mà cắt mật của mày, mày đốt nha, cắt thì tao. Đốt thì tao. Thằng này không đốt được rồi. Đây là các bác cắt những cái này, các bác phải cắt hết cái này đi nha. Cắt hết những cái chân này đi. Cạo sạch đi. Nó sẽ không xây nữa. Cạo sạch đi. Nếu như mà cạo không sạch cái chân này đi nó lại xây tiếp. Mà thường thường ong đông như thế này thì các bác nên chia ra và nên chia bớt, chia bớt quân ra và các bác lao thêm cầu mới. Lao thêm cầu mới vào. Ui, nó xây cả ra thành luôn, ra thùng luôn. Bó cánh rồi, lâu lắm không sờ nữa ong. Nó xây cả xuống tận dưới đáy luôn. Anh lấy thùng em sang luôn nhá. Bây giờ chưa sang được, cứ từ từ để xem ong, mức độ ong như thế nào. Đây là thùng 5 cầu. Ui giời, nó xây dính luôn. Dính rồi. Đã có con chui trong người ạ. Đây là các bác lưu ý nhá. Cái ống tay ấy mình phải buộc chặt nó vào. Và cái vạt áo nữa. Thì khi các bác đội cái mũ không ấy thì là nó sẽ không vào người được nhá. Nên các bác mặc cái áo liền mũ rồi thì nó yên tâm hơn. Ui trời ơi. Ui giời, mặt là chi chít này luôn này. Bịt nắp những cái chân này nó đắp kín hết rồi, nắp. Nắp rồi nhưng mà mặt này nhâng lên, mặt chảy dòng dòng này. Bịt nắp. Em cắt cái bên này ra. Ui trời trời. Thế này thì tiến hành quay được em ạ. Cái này phải quay rồi. Cắt sát. Đừng cắt vào tay anh là được. Em cắt ngược dao. Con dao nó chỉ có một lưỡi thôi. Từ từ không tâm phải dao hai lưỡi. Hứng vào đi. Cần cắt sát ván. Em rũ đi Tâm. Không, cái này từ từ nếu mà mình quay mình mới rũ thôi. Xem hiện tượng là nó có đắp ấy. Ui dồi ôi. Không ổn đâu. Sao? Nó xây hết xuống dưới đáy rồi. Xây đáy thùng luôn á?
Thì đông quá rồi. Đằng nào nó đấy đi. Em đứng đứng sang bên này thôi. Mặt này. Mặt cầu là cũng chi chít luôn. Chi chít thì biết lắp và ông rất khỏe ạ. Biết lắp vàng luôn đấy, em quay gọt cái bên trên đi nha. Em gọt em đừng để chết ong. Chết ong nó có mùi là nó là chết anh đây này. À. Anh mày ống cọc cái này. Này anh em mình không chết. Có anh em mình có chết đâu. Đây, 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 nó xây, đây anh quay được chỗ này không? Được. Có nghĩa là không còn chỗ để nó xây nữa, nó sẽ xây hết ra thành luôn. Xây cả ra thành luôn này các bác này. Xây bít, gần như bít cửa luôn. Sợ nhỉ. Đây nha. Nguyên bánh mật này. Nguyên mật này phải có, chỗ này phải có lửa cơn. Bánh mật không. Đấy các bác thấy không? Khi mà đã có mũ bảo hộ rồi thì thoải mái luôn. Chứ còn nếu mà không có mũ bảo hộ thì không thể can thiệp được các bác ạ nhá. Nếu bình thường không có mũ bảo hộ mà thổi này là nó đốt cho mù mồm luôn. Bây giờ hiện tại giờ nó không nao được vào mặt mình. Nhất. Nhưng mà thường thường quay về buổi nhưng mà thường thường mình mở ong về buổi chiều chiều mát này là ong nó không dữ. Rồi nó sẽ lại hiền hơn. Ôi trời. Ôi kín mít hết. Thùng năm cầu mà ác nhỉ. Đừng chảo rơi. Từ trên xuống dưới toàn mặt hết. Đắp kín. Nhưng mà không có mua hiện tượng làm chúa phải không? Chưa có chúa. Nếu mà cần của em 7 tổ hay 8 tổ gì. Nếu cần đây tổ sẽ có tổ có chúa. Từ giờ phải tranh thủ để xem hết không là nó chia đàn. Ông đông mặt làm. Mặt làm hết cả xuống bên dưới luôn này. Biết nắp hết luôn. Không còn còn chỗ để mà nó làm nữa. Thì mấy hôm em thấy nó hiện tượng nó đi làm về quân nó cũng đông lắm. Quân nó cũng nhiều phấn lắm. Bây giờ con ong chúa nó nằm trong này hay ra ngoài không? Nó vẫn trong này. Ui được bánh mật. Trời đông tổng. Sợ nhỉ? Mật nó phấn rất nhiều. Ừ. Đây là mới có một tổ. Tổ này em chia một tổ này mà từ đầu năm đến giờ em chia ra được 3 tổ. Ừ. Tổ này đẻ rất ác. Con tường nhất không khỏe. Rồi, cũng kín hết đây này. Cầu cuối này. Sơn đi mèo dính luôn. Mật. Làm đến xuống dưới gần chân luôn. Không có chỗ để ấy luôn. Không chỗ để nhộng luôn. Không cả thèm đẻ nữa. Toàn mật không. Cái cầu này anh mua được mấy cân? Em bao nhiêu? Nặng lắm. Chưa cần biết, em biết chỗ này. Cái này em sang, cái này em phải sang ba cầu. Sang ba cầu để lại hai cầu thôi. À, đấy nhá các bác nhá. Cái gọi là cái dụng cụ phụ kiện và cái đồ bảo hộ để làm ong. À, áo này. Áo liền mũ này, mũ không này. Đây ngoài ra thì con này con chúa này. Đâu? Con chúa em bắt nhẹ thôi nó tổn thương. Đây nó là con chúa này. Đấy, con chúa này. Đấy. Các đúng. Bác phải nó nếu nó ở ngoài các bác phải thả nó lại tổ nhá. Nó tổn thương nó. Đấy đấy. Con chúa đấy. Thả nó lại tổ không như trường hợp vừa em bỏ ra ngoài nó bâu vào. Thế thì em bốc ong màu à? Bốc này. Không phải tí nó cũng vào mà, nó không thấy chúa nó cũng vào. Thôi. Anh phát nữa rồi. Chúc mừng anh. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Ở đấy, quần áo bảo hộ này, mũ bảo hộ này. Nói chung là đồ bảo hộ để bắt ong. Ở những cái lắp đây. Như thế này. Mình phải rũ hết nó vào trước khi mình đậy lắp. Những con ở đây mình phải vét hết này. Không tí nó đè chết quần này. Đúng thật đấy. Rồi, chào tạm biệt các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Quá trời luôn. Quá trời luôn các bác. Ông. Rồi tôi phải tản xa thôi. Đấy các bác thấy không. Đó là cái tác dụng của cái đồ bảo hộ bắt ong nhá. Bảo hộ làm ong nuôi ong. Rồi xin chào các bác. Hàng thì ship COD. Các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại của shop nhá. Rồi xin chào.